Ta biết rằng là trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các loại omega 3. Vâng. Và trong cái rừng các sản phẩm như vậy thì đâu là sản phẩm tốt, đâu là sản phẩm mà chúng ta cần phải lưu tâm để lựa chọn. Sở dĩ có rất nhiều loại như vậy là bởi vì là như tôi đã nói rồi, nó có rất nhiều nguồn gốc khác nhau này. Vâng. Nguồn gốc động vật, nguồn gốc thực vật này, rồi các loại cá này, nguồn gốc từ dầu gan cá, cá thu, cá trích, cá hồi. Thì rõ ràng là vì nó có nhiều các nguồn gốc như vậy cho nên là đương nhiên là sẽ có rất nhiều sản phẩm. Và mỗi một nhà sản xuất thì người ta lại đưa ra một sản phẩm khác nhau. Và cho nên là rất là nhiều sản phẩm. Và hôm nay tôi biết rằng là trên thị trường có cả sản phẩm rồi hàng sách tay không rõ nguồn xuất xứ, rồi có cả sản phẩm mà chúng ta nhập khẩu chính hãng, rồi những sản phẩm mà chúng ta nhập khẩu nguyên liệu, rồi sản xuất ở nhà máy mà được Bộ Y tế cấp phép. Thế thì có một cái khi mà lựa chọn sản phẩm omega 3 thì tôi phải lưu ý một cái điểm. Thứ nhất, chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm mà cái thành phần của nó là chứa cái omega 3 dưới dạng là triglycerid. Vâng. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu omega 3 chứa dạng triglycerid ấy, thì nó rất là dễ hấp thu. Nó hấp thu cao hơn khoảng 70% so với lại cái omega 3 dưới dạng ethyl ester. Bởi vì sao? Bởi vì ethyl ester bản thân nó chính là cái sản phẩm mà nó là sản phẩm trung gian trong quá trình mà chuyển hóa của cái omega 3 dưới dạng triglycerid. Và chính vì điều đó cho nên cái omega 3 dưới dạng ethyl ester thì nó không có trong tự nhiên mà nó chỉ là sản phẩm chuyển hóa của cái omega 3 dưới dạng triglycerid. Thì đầu tiên phải lựa chọn cái omega 3 dưới dạng là triglycerid. Vâng. Cái thứ hai nữa đó là cái omega 3 phải được tinh luyện, tinh chế ở cái nồng độ cao. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà ta tinh chế ở nồng độ cao thì nó sẽ làm giảm hoặc loại trừ được những cái kim loại nặng, như hạn như chì hay thủy ngân. Và khi mà tinh chế ở cái nồng độ cao như vậy, ở cái hàm lượng cao như vậy thì nó có kích thước nhỏ nhưng mà nó lại chứa cái hàm lượng cao omega 3 thì nó sẽ đảm cho cái viên đấy chúng ta sẽ dễ uống, nhất là người trẻ em hay là người trung niên mà cao tuổi, mình ta một cái viên mà lớn chẳng hạn thì sẽ rất là khó khăn trong việc mà uống cái viên thuốc. Thì đấy cái thứ hai. Cái đấy tôi cũng phải lưu ý rằng là có nhiều người hỏi rằng là thế làm sao để phân biệt được cái omega 3 triglycerid và omega 3 dưới dạng là ethyl ester. Vâng. Thì cái thực nghiệm nó rất đơn giản. Đối với cái omega 3 dưới dạng ethyl ester thì nó nhanh chóng khi mà ta phá hủy cái viên thuốc ra mà ta nhỏ vào cái bọt biển ấy, tức là cái bọt xốp ấy, cái tấm xốp mà hay dùng để bảo quản hàng khi mà ta vận chuyển ấy. Vâng. Thì khi nhỏ cái thì lập tức là cái xốp đấy sẽ bị tan chảy ngay dưới tác dụng của cái ethyl ester. Thế còn đối với lại cái omega 3 dạng triglycerid thì khi ta nhỏ vào cái thì nó không làm tan chảy cái bột biển đấy ngay, mà phải sau một thời gian khoảng 1-2 tiếng, lúc đấy cái omega 3 dưới dạng triglycerid nó oxy hóa, nó chuyển hóa thành cái dạng ethyl ester thì nó mới làm tan chảy cái bột xốp đấy. Thì đấy là một cái biện pháp rất là đơn giản để chúng ta phân biệt được là giữa cái omega 3 dưới dạng triglycerid và omega 3 dưới dạng ethyl ester. Thế còn cái omega 3 mà giả hay là không rõ nguồn gốc hay là vân vân hay là chất lượng thấp ấy, thì nó sẽ không làm tan chảy cái bột biển. Thì để thấy rằng đấy là cái phân biệt giữa cái omega 3 dưới dạng triglycerid và dưới dạng ethyl ester. Và như tôi xin nhắc lại rằng là chúng ta phải lựa chọn cái omega 3 mà được tinh chế với cái hàm lượng cao, thì nó sẽ đảm bảo cái viên uống nhỏ nhưng mà nó vẫn đầy đủ hàm lượng để cung cấp cho cơ thể. Chứ hiện nay thì có rất nhiều cái viên omega 3 có kích thước rất là lớn. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là cái khâu mà bào chế, tinh chế nó chưa được tốt. Dạ vâng ạ.